Patsy! Patsy! Who's he? Who's he? Who's he? Who's he? Làm gì ngồi đây mình mắt xì hoài vậy? Không hả? Trời ơi, cài nhận diện cái khuôn mặt. Đang dở điện thoại lên cài nhận diện khuôn mặt. Cái mắt ách xì. Ách xì cái. Rồi, lưu lại luôn. Nãy giờ ngồi xì cho giống nãy nè. Mấy chục cái rồi đó. Khổ không quá à. Không gành công nghệ mà đặt bon chen. Ông xài mặt khẩu đại đi ông nội ơi. Cái điện thoại này cụ bắp thì có. Tá xì cái người ta luôn với ông chi. Đặt điện thoại luôn bây giờ nữa nè. Vậy đó. Chữ khùng cái giận. Đồ quần áo xếp hết chưa mà ngồi đây. Mày mới đi làm mà đó. Rồi. Đi có một tuần mà em làm gì mà chuẩn bị cho anh một đống đồ gì vậy? Thì đem nhiều nhiều đại đi. Có xài gì xài. Mà xếp anh chiếc này kêu anh đi đâu vậy? Bình Dương. Bình Dương mấy nước tương hả? Xàm xàm. Tôi đi làm một tuần lễ là về rồi đó nghe. Ở nhà mà lén phén đi. Nói gì kỳ vậy? Tôi rồi đó giờ nổi tiếng công dung ngôn hạnh nha. Trung tình trung thủy. Có ông á. Không phải thôi làm phản ứng ghê trời. Vậy? Qua đây. Cái gì? Mấy bữa nay chị hai kỳ lắm. Ban ngày anh đi làm, chị hai ở nhà chút chút nói chuyện với ai á. Thiệt hả? Không lẽ giả, em nói cho anh hai nghe vậy thôi. Đừng nói với bà biết nghe, bà biết bà chửi em chết đó. Anh đi Bình Dương bán nước tương. Ý, anh đi Bình Dương đi làm một tuần. Mày ở nhà mày canh cho anh. Có cái gì bất thường mày điện liền cho anh hai liền. Nghe không? Có gì em điện cho anh hai hay. Em vô trước à. Alo, anh hai về gấp. Có chuyện rồi nè. Nhà có gì bất thường mày nói thôi. Hôm qua con chó nhà mình nó đẻ. Thì vậy mày nói tao làm chi? Bất thường gì đâu. Sao không bất thường? Chó nhà ta đẻ 4-5 con là dữ lắm rồi. Chó nhà mình đẻ tới 11 con. Trời ơi kể nó. Tao hỏi chị hai mày kìa. Chị hai có luôn. Từ bữa đi làm tới giờ có thằng ông nội nào ngày nào tối nào cũng lại nhà mình hết trơn á. Có hôm qua là không lại à. Rồi sao tới giờ này mày mới điện? Anh dặn em có gì bất thường mới điện mà. Hôm qua là bất thường đó. Ê, trời mày làm ăn chết tao luôn rồi.